rồi anh em. Đây thì đang lắp cho bác tài 4 quả cao su Thái anh em nhá. Đây gọi là bắt vào bánh xe anh em này. 54-40. Đây là 60-80 bắt vào chắn đèn hậu anh em nhá. Thay thì toàn bộ cái băng tải lâu ngày của bác ý đây. Đây, xe của anh trai đây. Đây được đỉnh đây. Đâu rồi chứ? Đúng rồi. Cái này không không. Khoan nó cái đầu chim đen nó cái kia rồi, đâu cái đầu kia một phát xong ngay. Một phát xong ngay thì cho nên chưa này 2 giây. Ồ, cây mà sao bắn được không? Nó bảo có tháo này, bỏ tháo đi. Anh ơi, cái này làm sao mà luồn khoan bắn chéo được không? Cái này không luồn khoan bắn chéo được. Thế như bắn cái này đâu? Đâu anh? Bắn bên này đi. Ờ, được. Nhưng mà nó này. Đâu ơi, bên kia phải bắn người chứ chị? Có nghĩa là bên kia bắn đằng sau, bên này bắn đằng trước. Không, hai bên kia bắn từ đằng này. À, bắn trước mặt đi. Rồi, rồi, rồi. Sao bác không tháo đây đi? Không tháo được, tháo vào anh. Rồi rồi, hàn tam rồi đúng không? Đúng không? Rồi, ok, để ra tam rồi. Cho lên trên, đừng thế. Cong rồi thành lệch đố. Cho đi này, dắm chân vào. Đấy. Dắm chân nào, vui đi. Kéo vào chân. Không có chân. Đấy, khoan đi, dùi bắt được ngay. Đây là đang bắn cho bác ngồi cái lẹp mới nhá. Đấy. Quá nhanh chóng luôn. Đấy, bắn cho bác mấy cái lẹp mới đây, xem đi đai đây, anh em lấy nhá, cháu Bùi Thái ủng hộ mình nhá. Số nhà 110 đường có 10 anh em nhá. Đấy anh, về anh thì việc lật cabin lên, cầm cả lên 10 anh Tào mới đóng vào xong. Chuẩn rồi, sang ra được bán suốt ngày. Bánh trước bánh sau anh mua nhà em, khoan lỗ sắn dập máy 100%, bảo hành 5 năm 1 đổi 1. Nếu mà trong quá trình gì là 1 này. Đấy, toác là 2 này, bảo hành luôn. Quay đổi mới luôn. Không, cao su mua riêng nhà, cao su bán riêng. Cao su anh phải mua riêng. Cao su thì đây anh có hai loại, anh mua cao su Thái, cao su thường thì tùy. Cao su này thì 50.000 một miếng anh ạ. Còn cao su này thì 450 một đôi. 50.000 một miếng cao su đẻo ấy. Đó là băng tải đấy anh ạ. Tắt rồi, bọn em cũng... Bọn em cũng phải nhập hết chứ. Cái này là gì có xin được đâu anh. Cái này tức là phải nhập hết. Đấy. Còn đây chắn bùn sau nhà em có cả phong tròn. Bảo hành cũng 5 năm luôn. Trong 5 năm nha mà anh chạy nha. Chắn bùn sau là 1.4 triệu một đôi. Hàng dập máy. Tí lốc 1 ly. Đắt tiếng đấy phong vuông. Vuông rẻ. Đây cây Thái. Cái này thì về anh có thể cắt đây anh ạ. Có thể cắt gần đây. Đây anh. Không. Không bớt được đâu. Mẹ em không bớt được gì chứ. Không bớt được, bớt được không? Không được gì chứ anh. Em biết là anh nhiệt tình rồi nhưng vấn đề không bán được giá đấy. Giá đấy bán được ngay cái chắn bùn 6.5 bán giá tại gàng chưa di chuyển. Cho 10 xin con 10.000. Không được đấy anh, cái này 7.000. Không em biết rồi nhưng mà cái băng tải là em 70.000. Em biết 70 rồi. 70.000 anh bơ 30.000. Không được, không được. Anh giá này anh giải. 30.000. Em biết rồi nhưng mà anh thấy mẹ chú cái đùa mẹ bán rắn thế. Nhưng mà cái băng tải là bán này thì lô bốn đấy nhỉ. Cái gì chú ăn lại khác rồi có động mẹ anh bơ chú con đơn đây. Rồi bạn bán kỷ niệm cho bác. Em bán lô cái chắn mù này có rồi đâu. Không, chắn mù em nhập vào là như thế rồi. Vì chắn mày cắt ra bán theo vét. Cắt ra bán tính ra 100.000 hai miếng. Anh nói cái băng tải mẹ để mua. Nó rẻ mèo cái đéo. Em biết rồi nhưng mà nhập vét anh ạ. Không phải là gì đâu anh. Còn chắn mù thì anh cứ yên tâm. Cửa hàng em còn đây rồi. Không chạy đâu được. Cứ bảo hành 5 năm. Trong quá trình 5 năm nhá. Dỉ là 1 này. Lứt là 2 này. Qua đổi mới luôn. Không phải nói thứ 2. Không phải viết. Tí anh có trên video kênh của em ngay có gì đâu. Tí là em úp lên video là có ngày tháng úp kênh của anh là video bán cho anh sản phẩm này bên ngay. Anh gì là chưa có tiền anh đang định mua cái làm sao nữa. Đấy. Đấy. Khi nào anh mua sao của em thần buôn tròn nha. Anh cứ qua em lúc nào có mặt luôn. Riêng nhà em bán hàng là lưu hết tất cả số điện thoại áo kia, số biển số xe vào sổ đó hết rồi. Check cam bất ngày nào bán cho ai, check cam ghi đúng số điện thoại số xe người đấy đã xong. Vâng, anh qua phát anh Việt nói phát là mua chắn buôn ngày bao nhiêu bọn em biết ngay. Anh yên tâm chuẩn 100% luôn.
Em nói ở Hà Nội nha, không ai dám bán như nhà em luôn. Bảo Hành 5 năm, lất này, gì này, nhưng đổi mà, mới. Nhưng mà bán rắn quá. Không anh, giá chuẩn đấy nha. Giá chuẩn đấy. Em cảm ơn anh nhá, có gì sau không của em. Rồi, hôm nay anh mua cái sau này. Vâng ạ. Cái này chắc là rẻ hơn đúng không? Cái form vuông này thì sẽ rẻ hơn. Cái này rẻ hơn, còn cái này thì nó là vẫn là dập máy đây này. Hàng có logo Kia này. Đấy, giá tại gà 1.4 anh ạ. Em cảm ơn anh nhá. Đấy, bán kỷ niệm cho bác Tài. Mình bán cao su thì nó 5.000 miếng anh em ạ. Vì cao su mình nhập vào để bán kèm theo chắn bùn thôi. Còn thật sự các bạn qua video mà mình cũng chia sẻ thật sự các bạn là mình cũng không nói nhiều chắn bùn. Băng tải anh em nào anh bán băng tải anh em biết. Đấy, cái đấy cắt ra của nó là khổ 45, dài là 40 thì là lắp vào cao su như trước. Anh em nhớ qua số nhà 110 của mình nhá các bạn nhá. Băng tải thì thật sự là với những thế hệ bác Tài thì bằng lễ của phụ huynh mình rồi. Thì đứng bác Tài thì thật sự là ai nói với anh em luôn là cơ chế thị trường hay cửa hàng nào thì các bác đang biết hết rồi. Đấy, mình cũng vào luôn một câu vấn đề là Bảo Hành 5 năm. Anh em mua tất cả trên thị trường toàn quốc mua của mình. Bảo anh em 5 năm anh em nhé. Trong 5 năm của vấn đề thì anh em cứ alo cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người nhớ ủng hộ cho mình theo 2 số điện thoại.